Hơn 300 cán bộ, quản lý, giáo viên, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đất Đỏ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2024. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 8, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức tiên phong gương mẫu, tình hình thế giới trong nước, trong tỉnh và huyện Đất Đỏ 6 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, các học viên còn dành thời gian để trao đổi thảo luận những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình, các môn lý luận chính trị biên soạn mới theo kết luận 94 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.